Đấu phá thương khung phần 4 tập 44 mà bảo lão nhân. Sau khi ba người Tiêu Viêm đã đi không lâu, phía sau bọn Mộc Chiến mới thở hổn hển mà xuất hiện. Nhìn ma đạo lưu quang mơ hồ lạn cuối chân trời, bọn họ đều bất đắc dĩ lắc đầu. Có tốc độ của đôi cánh quả nhiên là làm cho người ta không thể theo kịp. Khoảng cách khí tức càng ngày càng gần, Mỹ Đặc Nhĩ Đằng Sơn mày cau lại. Sau một hồi, do dự nói với Tiêu Viêm, có một cỗ khí tức hình như là có chút giống Hải Lão. Hải Ba Đông ẩn cư vài thập niên gần đây rồi mới trở lại đế đô, cho nên lúc trước vì khoảng cách quá xa, Mỹ Đặc Nhĩ Đằng Sơn mới không nhìn ra. Hiện tại khoảng cách gần hơn mới đột nhiên phản giác cỗ khí tức nọ có chút cảm giác quen thuộc. Phải rồi, đích thực là Hải Lão. Tiêu Viêm cười gật đầu. Hải Lão. Nghe hai người nói chuyện, vẻ khô héo trên mặt của Lạp Lan Kiệt co rút lại một chút. Lát sau không nhịn được hỏi Mỹ Đặc Nhĩ Đằng Sơn. Lão già, ngươi nhận biết một trong hai cỗ khí tức của đấu hoàng kia sao? Nghe vậy, Mỹ Đặc Nhĩ Đằng Sơn trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, nói một cách thần bí. Ha ha, đợi lát nữa người sẽ biết thôi. Nói xong hắn nhìn Tiêu Viêm cười cười, hai người tăng tốc tiếp tục bay vào tới. Sau đó hướng về phía cỗ khí tức lọ đang bộc phát cách đó không xa. Khẽ nhếch miệng nhìn hai người phía trước, Lạp Lan Kiệt cho mày lẩm bẩm. Tên này lại bày trò gì nữa đấy? Chẳng lẽ hắn thật sự là nhận biết chủ nhân có cỗ khí tức nọ hay sao? Sau khi lẩm bẩm vài tiếng, nghĩ không ra, Lạp Lan Kiệt chỉ biết lắc đầu một cái bất đắc dĩ, rồi chấn động hai cánh vội vã bay theo. Càng đến gần hơi cỗ khí tức bộc phát, ba người Tiêu Viêm càng giảm tốc độ. Sau khi liếc nhau một cái, cuối cùng cũng ngừng lại ở không trung của lăng viên thật lớn ấy. Sắc mặt ngưng trọng nhìn hai vòng tròn lớn ở giữa lăng viên. Hai vòng tròn ánh sáng chia ra hai màu trắng vàng, mà hai cỗ khí tức kia chính là từ trong hai vòng sáng đó phát ra. Quầng sáng linh hoạt không ngừng bay qua bay lại, hai bóng người như là ẩn như hiện. Mỗi lần hai quầng sáng tiếp xúc với nhau đã bộc phát ra một cỗ năng lực rung động vô cùng là mạnh mẽ. Tuy ba người Tiêu Viêm ở cách đó khá xa nhưng vẫn cảm thấy không nhịn được có chút tức ngực buồn nôn. Bầu trời đêm đen kịt nhưng trong khu vực trên không của lăng viên giống như là sáng rõ như ban ngày. Quầng sáng màu trắng mang theo khí tức băng hàn, mỗi khi năng lực ba đóng, hơi nước chung quanh quần sáng trắng ấy đều ngưng kết lại thành băng cứng rắn. Quầng sáng vàng thì khác hẳn, mơ hồ là có một cỗ khí tức dày đặc mà trầm ổn phóng ra. Mặc dù quầng sáng trắng công kích cực kỳ mau lẹ, nhưng mà toàn bộ đều bị nó lé tránh được hết. Nhìn thấy nó di động liên tục, rõ ràng là công kích của đối phương không thể uy hiếp được nó. Ha ha, Hải Lão, không nghĩ tới chỉ vài tập liên không gặp lại, thực lực của ngươi không tiến mà lại lùi. Năm đó thế công hàn băng của ngươi, dù là ta cũng phải là kiêng lẻ ba phần, nhưng mà hôm nay uy lực lại giảm đi. Vừa va chạm một lần hùng mãnh, trong quầng sáng vàng phát ra một trận cười to, âm thanh có vẻ là già nua. Hừ, lão yêu quái, người trong mấy năm nay cũng không thấy tiến bộ chút nào. Theo như tuổi tác của người cũng là sắp tới giới hạn rồi, nếu không thể đột phá e rằng đại hạn sẽ tới. Đến lúc đó không còn sự che chở của người, gia mã hoàng thất không còn được an nhàn như trước nữa. Trong quần sáng trắng truyền ra tiếng hừ lạnh mà Tiêu Viêm quen thuộc. Ha ha, lão phù ta mạng còn dài lắm, làm sao dễ dàng bỏ mạng như vậy cơ chứ? Thanh âm già lùa trong quầng sáng vàng thẳng nhiên nói. Thế nhưng trong lời nói bình thản ấy, bọn Tiêu Viêm không khó khăn phát giác hơi thở có chút trầm trọng. Lời này ngay cả người còn không tin được nữa là Băng Hoàng. Nghe danh hiệu đã từng lừng lẫy một thời tại Gia Mã Đế Quốc, Lạp Lan Kiệt sửng sốt, đột nhiên trừng mắt nhìn Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn đang mỉm cười kêu lên thất thanh. Băng Hoàng, đó là Hải Ba Đông, hắn đương nhiên còn sống sao? Ha ha, Hải Lão làm sao có thể dễ dàng bỏ mạng như vậy được, chẳng qua là ẩn cư vài thập liên thôi. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cười híp mắt rồi nói, bộ dáng khiếp sợ của Lạp Lan Kiệt làm cho hắn cảm thấy thư sướng. Lời nói của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn hiển nhiên là không phủ nhận, thần sắc và tâm tình của Lạp Lan Kiệt chợt trở lên bất định. Hắn rất minh bạch Hải Ba Đông và Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn gia tộc có mối quan hệ sâu xa đến mức nào. Khi xưa Mễ Đặc Nhĩ gia tộc đã trải qua một đoạn thời gian hỗn loạn rất là dài, đây là nhờ có Hải Lão đứng ra quản lý gia tộc có lịch sử lâu đời này. Nhờ vậy gia tộc này mới tránh khỏi chuyện không có người lãnh đạo mà đi tới chỗ suy sụp. Hiện tại ba đại gia tộc của đế quốc thực lực cũng không chênh lệch với nhau nhiều, cho nên sự xuất hiện của Hải Ba Đông, một cường giả cấp bậc là đấu hoàng, đủ để làm cho thực lực của Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn gia tộc trong nháy mắt tăng lên gấp mấy lần. Lúc ấy không chỉ vượt qua hai đại gia tộc kia cực kỳ là dễ dàng, chỉ sợ chính là tại Gia Mã hoàng thất cũng sẽ cảm thấy có chút kinh hoàng. Bởi vì Gia Mã đế quốc đã trải qua hơn một lần thay đổi chính quyền, lúc đó nhận chức trong đế quốc là một người của một gia tộc cự phách, cho nên đối với những đại gia tộc bên trong đế quốc, hoàng thất vẫn âm thầm có chút đề phòng. Chuyện này có chút phiền phức. Cười khổ một tiếng, Lạp Đan Kiền thở dài một hơi, lại nhìn vào phía trong lăng viên. Mặc dù chuyện có chút phiền toái, thế nhưng Lạp Đan Kiệt cũng chưa đến nỗi quá mức dầu dĩ, rồi cũng sẽ có cách đối phó. Cho dù bây giờ Hải Ba Đông lại trở về Mễ Đặc Nhĩ gia tộc một lần nữa, thế nhưng Lạp Lan gia vì chuyện của Lạp Lan Yên Nhiên có quan hệ tốt với Vân Lam Tông, nếu như có chuyện đối lập xảy ra, cho dù là Hải Ba Đông cũng không dám tùy tiện đắc tội với Lạp Lan gia và Vân Lam Tông. Mà chuyện này Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn cũng hiểu được như vậy,
cho nên hắn cũng chỉ có thể biểu hiện một phen đắc ý mà thôi. Thật ra muốn đối phó với Lạp Lan Xá, hắn vẫn còn chưa có đủ lực lượng. Vậy người kia không lẽ chính là già lão của hoàng thất hay sao? Lạp Lan Kiền trầm ngâm rồi nói. Đúng vậy, ngoại trừ lão nhân già người, bên trong đế đô còn ai dám nói với hải lão những lời như vậy cơ chứ? Mễ Đằng Nhĩ Đằng Xuân cười gật đầu. Mất nửa ngày thì ra chỉ là luận bàn võ học với nhau mà thôi, thật làm cho người ta lo lắng vô ích một trận. Nhìn thấy hai bên cũng không phải là liều mạng với nhau, Tiêu Viêm thở phào một hơi, cười khổ nói với vẻ bất đắc dĩ. Ha ha, hải lão có thể trở về, còn nhằm kiêu tiểu huynh đệ nữa mà. Cho nên nhằm kiêu tiểu hiếu cũng là ân nhân của Mễ Đặc Nhĩ gia tộc ta. Bên cạnh, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Xuân cười híp mắt nói tiếp, trong giọng nói cố ý cho thấy quan hệ giữa Tiêu Viêm và Mễ Đặc Nhĩ gia tộc có chút thân mật. Nghe vậy, Lạp Đan Kiệt biến sắc, chỉ là ngay sau đó lập tức tự nhiên trở lại, cười phụ họa. Lão nhìn Tiêu Viêm càng nhìn thấy người này quá thần bí, ngay cả đấu hoàng cường giả cũng có thể tiếp xúc. Tiểu tử này rốt cuộc là có thân phận như thế nào đây? Trong lúc ba người luận bàn, chiến trường trong lăng viên cũng đã gần kết thúc, mà bọn mộc chiến cũng đã thở hổn hển xuất hiện bên ngoài lăng viên. Một đám y như khỉ vượn nhảy lên ngọn cây đại thụ, nhìn ba người Tiêu Viêm đứng giữa không trung một cách hâm mộ. Sau đó nhìn về phía cuộc chiến trong lăng viên, cô khí tức đó hình như là Thái Xà Gia. Tiểu công chúa cao mài nhìn quầng sáng vàng ngạc nhiên rồi nói, vậy thì cỗ kia là ai? Đấu hoàng cường giả trong Sa Mã đế quốc có thể đếm trên đầu ngón tay. Mà đấu hoàng cường giả trong phạm vi hoàng thành cũng chỉ là có một mình Vân Lam Tông tông chủ mà thôi. Mộc Chiến cau mày nói, người này không phải là sư phụ. Lạp Lan Yên Nhiên hơi thở đã bình thường lại, lắc đầu rồi nói, vậy là ai đây? Mọi người nhìn nhau hết sức mờ mịt. Cấp bậc cường giả như thế không thể có khả năng tự nhiên xuất hiện như vậy. Oanh một tiếng, bên trong lăng viên hai luồng ánh sáng va chạm với nhau, sau khi chạm cứng, quần sáng trắng rõ ràng bị tổn hại không nhỏ, lùi về phía sau thật xa mới ổn định thân hình. Ây, thôi đi, không đánh nữa, hiện tại quả thật là không phải đối thủ của người rồi. Trong quần sáng trắng, Hải Ba Đông có chút bất đắc dĩ lên tiếng nhận thua. Ây, bằng lão đầu, lần này thực lực của ngươi giảm sút rất là nhiều. Quần sáng vàng run nhẹ nhẹ, quang mang chậm rãi thù liếm, cuối cùng hiện ra một lão nhân tóc bạc giản dị, cười híp mắt nhìn Hải Ba Đông cũng đang thù liếm khí tức rồi nói. Hải Ba Đông đảo cặp mắt trắng giá bĩ môi rồi nói, chờ thêm một thời gian nữa thực lực ta sẽ khôi phục, ngươi không cần quan tâm, còn nữa, ngươi cũng không cần lo lắng quá. Lần này trở về, ta cũng không định tiếp tục quản lý Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn gia tộc, để cho bọn họ tiểu bối tự thân lo lắng mọi chuyện đi. Ây, chúng ta đều già rồi, cần gì tham gia những chuyện đau đầu này nữa. Khi rảnh rỗi thì ngồi uống trà dạo chơi đây đó, thỏa thích biết bao. Nghe vậy, lão nhân áo vải lấy mặt trở lên hài hòa rất là nhiều, cười rồi nói. Đừng nghĩ ta không biết ngươi lo lắng chuyện gì, Hải Ba Đông cười lạnh nói. Hơi cười, lão nhân áo vải cũng không quan tâm, quay đầu nhìn về phía bọn Tiêu Viêm cười cười. Xem ra tối nay chúng ta cũng kinh động không ít người. Lão nhân áo vải quét nhìn qua tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại trên người tiểu công chúa đang lấp ló, không khỏi sửng sốt, bất đắc dĩ lắc đầu. A, gia lão, không gặp đã vài năm, càng già lại càng khỏe mạnh. Thấy lão nhân áo vải đang nhìn về phía này, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Xuân và Lạp Đan Kiệt vội vàng thì lễ. Không nghĩ tới cũng kinh động hai người các ngươi, thật là có lỗi, con người ta càng già cũng càng bướng bỉnh. Lão nhân áo vải cười gật đầu. Gia lão nói chơi rồi. Nghe vậy, Lạp Đan Kiệt vội vã cười bồi. Lão nhân áo vải được gọi là gia lão đã mắt qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Tiêu Viêm, ánh mắt mờ mịt nhìn thoáng qua đôi cánh sau lưng hắn, nhất thời sửng sốt rồi nói, đây là phi hành đấu kỹ, tiểu gia hỏa này là ai? Ha ha, thật không tệ chút nào, tuổi trẻ như vậy mà đã có được đấu kỹ hiếm có, tiểu tử kia xem như là không đơn giản. Gia lão ôn hòa cười rồi nói, ây, người cũng tới đây sao? Bạch quang chợt lóe, Hải Ba Đồng đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm, nhìn hắn cười rồi nói, người mất tích đã 2 ngày rồi, ta còn tưởng người đã trốn rồi cơ chứ. Tiêu Viêm đảo cặp mắt trắng dã rồi nói, ha ha, sao lại trốn chứ, chỉ là gặp phải lão yêu quái này, lo lắng ta sẽ làm những chuyện tổn hại đến an ninh của đế quốc, sau đó lôi ta lại muốn giáo huấn một phen. Hải Ba Đông cười khẩy rồi nói, lão gia hỏa người. Nghe những lời này, gia lão chỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Bằng lão đầu, tiểu bằng hữu này là đệ tử của người hay sao, giống như là thiên phú công tối. Ánh mắt cay độc nhìn Tiêu Viêm, nhìn cách nói chuyện của hai người lúc này, gia lão cười rồi hỏi. Nghe vậy, không chỉ có bọn mộc chiến trong nháy mắt hết sức chăm chú lắng nghe, ngay cả Lạp Lan Kiệt cũng đứng mắt nhìn qua. Lão cũng rất muốn biết quan hệ giữa Tiêu Viêm và vị bằng hoàng này rốt cuộc là như thế nào. Nghe gia lão nói, Hải Ba Đông sửng sốt bật cười to vỗ vô lên vai của Tiêu Viêm. Lão vừa nói ra đã làm cho mọi người bao gồm cả vị lão già kia vẻ mặt kinh ngạc. Đệ tử của ta, ha ha, thật ra ta cũng muốn như vậy lắm, đáng tiếc là không có tư cách ấy. Tập truyện ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy nó thế nào? Nếu như mà thì hãy đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn vào nút like, chia sẻ và đăng ký kênh nội cho mình nhá. Cũng như là như em thấy quảng cáo thì đừng quên kích vào ủng hộ cho mình những gói mì tôm hảo hảo thơm ngon bổ dưỡng. Và các bạn cũng đừng quên đón chờ chương trình Đấu Phá Thương Khung phần 4 tập 44 sẽ được phát sóng trực tiếp tại kênh channel NTG. Cuối cùng thì mình, NTG,
xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và xin phép hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.